Vâng, xin chào các bác. Cửa hàng Minh Audio ở Đông giới thiệu các bác một đôi loa Bookshelf của Mỹ. Đã nói đến dòng Bookshelf của Mỹ thì chất lượng âm thanh cực kỳ hay luôn, mặc dù nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Nó rất thích hợp cho các bác ghép thêm vào bộ loa to hoặc là các bác nghe trong phòng vuông vức, phòng kín tầm 20m2, 25m2 phòng kín. Đây là lắp chai căng. Loa còn rất đẹp luôn. Bề cao là 46, bề ngang 30 và bề sâu 28cm, hàng bãi zin, bát 22. Màng carbon gân cao su Infinity 80, bán giá 6 triệu đồng. Đây là thông tin cửa hàng tôi. Bác nào có nhu cầu đến tận nơi tôi là tốt. Nếu không đặt cọc tiền tôi sẽ gửi hàng đi. Riêng về hàng Bookshelf của Mỹ thì Infinity là hàng cực kỳ nổi tiếng. Và đây cũng là một hãng âm thanh rất nổi tiếng. Và rất nhiều đôi loa đắt tiền của hãng này. Đây, góc cạnh còn đẹp nhé. Mặt gỗ ông sau rất đẹp này. Nhưng còn sự xung quanh nó sờn là phải có, bởi vì nó là loa bãi. Infinity 80, đặc trưng dòng Mỹ nòi Mỹ xịn ấy, thì ít khi nó ghi công suất. Loa này cũng như vậy. Tôi sẽ mở cho các bác biết tại sao nó hay, nó chất cái dòng Bookshelf. Lời cực kỳ to nhá, dòng loa này. Và bát đánh rất chắc. Còn tép thì khỏi phải nói luôn. Cái dòng này nó được đa thể loại luôn. Bát chép đánh rất căng. Tôi sẽ mở to mà các bác cùng nghe. Riêng lời của loa này cực kỳ to. Các bác ghép thêm vào những đôi loa kia kìa, hoặc là nghe một mình nó cực hay luôn. Cho những người còn mãi mê, lá rừng che kín đường về phong hoa, cộng hát cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa, hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều cô. Rừng lá xanh xanh nỗi mòn chạy quanh, đời lính quen yêu gian khổ quân hành, lẽ từ ngày thơ tiếng súng truyền miên. Logo của hãng này nó như là số 8 năm ngang các bạn ạ. Infinity, một hãng âm thanh cực kỳ nổi tiếng của Mỹ, nó vẫn tồn tại đến bây giờ. Bây giờ những cái xe mà xe hơi đắt tiền ấy của Mỹ ấy, nó hay làm của hãng âm thanh Infinity này, giống như hãng Ford các bạn nhé. Thật lòng trong câu hát đầu môi, như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi. Vâng, xin chào các bạn. 6 triệu đồng ship toàn quốc qua Viettel, nhà xe khách phí vận chuyển. Xin chào.